Đến khi nằm đọc pháp bửu đàn, có một khối hào quang bạch sắc, bỗng nhiên lại rất ngay vào mặt. Cả châu thân liền bắt tay rằng, như ngặt mình đành phải nằm chân, muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy, tay chân cũng hết còn đóng đầy. Rồi bắt đầu từ ấy mê man, từ trên không có tiếng kêu vang rằng, có mẹ đây con khá tình. Ta ngước mắt nhìn lên không cành, một lão bà đang đứng trên mây, đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ da nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân, vẻ mặt tròn da trắng tuyết trần, môi đỏ sẫm má hương dần dờ. Có hai cây hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất giọng ung dung rằng, mẹ đây ơi con sớm thức, tuy muôn năm thân nương lạc quốc, lòng mẹ luôn ở sát bên con. Xưa sau thì nay vậy chẳng mòn, trong lòng mẹ nhớ thương con mày. Mẹ đây con ơi nhớ lại, nhờ lòng thành sớm bái Phật Đà, và thường lo giúp đỡ gần xa, nên mẹ đã sanh qua cực lạc. Mẹ đấy con xưa nhà rân rác, tớ gái trai gần chút 50, con đã không có giả khinh người, khiến ai cũng nức lời khen ngợi. Mẹ đây con xưa con thường nói, người chẳng xem nhân loại thú cầm, phải biết thương biết tin nơi tâm, giàu nghèo chẳng làm hèn người được. Mẹ đây con lời con đã thốt, lúc ấy ai cũng bất kính thầm, tư tưởng con khác với thường tâm. Rất bình đẳng tâm tầm nhận xét, mẹ đấy con anh con là kết, trong sang giàu chẳng mất sang giàu. Thường nói rằng phú quý dường bao, thân khi mất sang giàu cũng mất. Mẹ đây con anh con nhận thức, thân mất thì của mất liền theo. Thế nên lòng chẳng chút đắm đeo, đành vượt hải băng đèo tầm đau. Mẹ đây con tâm trần phủi ráo, nên anh con đắc đạo từ lâu. Nay vẫn còn thiền quán sơn đầu, con sớm muốn thế nào cũng gặp. Mẹ đây con riêng con lập bập, đường đạo không quyết lập vào tâm. Kia kiếp
thì tu kiếp bỏ dập bầm, đến nay vẫn còn nằm trong thế. Mẹ đi con nhiều đời con tày, bị nghiệp lôi vào bể khổ trần. Mang khốn nàng chịu đọa đài thân, mẹ đau xót như dần gan ruột. Mẹ đấy con chưa hiểu được, mẹ thương con đến mức nào đâu. Biển kia còn đó được càng sâu, mẹ thương trẻ khó âu lượng nổi. Mẹ đấy con xác trần khi cội, hồn mẹ liền theo dõi Di Đà. Về Tây Phương thân nữ liên tòa, kể cung vạn niên qua rồi đây. Mẹ đấy con muôn năm qua ấy, mẹ xem như việc mới hôm rồi. Kiếp chung sanh theo bóng mặt trời, lâu lẽ tợ như thoái đưa nhì. Mẹ đấy con tuy trăm thế kỷ, lòng mẹ đâu quên nghĩ đến con. Thường thấy con bị nghiệp cũng tròn, chắc nào nhóng nằm trong ổ kén. Mẹ thấy con mẹ luôn ngào nghen, tâu Phật xin cho gian trần ai. Phật rằng duyên ấy phải chở ngày, đến sớm cũng không tài gỡ nổi. Mẹ đây con Phật ngày bảo đời, mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ. Thấy con nhiều kiếp rối như tơ, lòng mẹ nóng tở mơ bên lừa. Mẹ đấy con đâu có nhớ, muôn năm xưa khi đẻ con ra. Thấy mặt con sáng sủa hiền hòa, mẹ mừng đến đổi xa hột nhỏ. Mẹ đấy con liền trong khi đó, từ mẹ tự dưng nói rõ trong tâm. Đứa con này trái ức muôn năm, mặt mày nó không làm quên được. Mẹ đấy con mẹ hay trưởng phước, nên nói chia liền được có ngay. Từ ấy dù về cõi Phật đài, lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ đấy con mẹ là Phật mẹ, mặt mũi con khi đẻ trên giường. Lòng mẹ còn nhớ rõ như thường, con khó thấu tình thương của mẹ. Mẹ đấy con muôn năm cách đè, mẹ vẫn là người mẹ trung thành. Lòng thương con không dân khách canh, mẹ chẳng ngất tâu lên Đức Phật. Mẹ đấy con mẹ tâu bao lượt, Phật vẫn rằng đời cuộc trùng lai, duyên lành kia gặp lại có ngày. Chớ để giả ưu hoài cho nhọc, mẹ đấy con do lời Đức Phật. Mẹ yên tâm chờ cuộc trung phòng, nhưng mỗi lần thấy trẻ lao lung,
gan ruột mẹ vô cùng chua xót. Mẹ đấy con diệt con mãi một, mẹ thấy đành không xót điều nào. Nhiều kiếp con được tước quyền cao, cậy quay thế hiếp bao kẻ yêu. Mẹ đấy con nợ nghiệp kia chẳng, nếu cây kiếp con lại chịu hoành hành, bị tù đài bị nhục mà danh, con vợ khổ gia đình tan nát. Mẹ đấy con mẹ trong tận mắt, lấy làm đau như chặt như bầm. Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, nghiệp riêng khó thể sang cứu đành. Mẹ đây con trong muôn năm ngàn, con đã sanh lên xuống cõi trần. Mỗi một lần mang một xác thân, tính ra cũng hơn 300 xác. Mẹ đấy con xác kia chồng chất, ai trong qua cũng bắt cái rung mình. Và hơn 300 cái gia đình, nước mắt đã đổ bằng sông suối. Mẹ đấy con vì hoành tử tội, có kiếp con vừa mới sanh ra. Mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha, đã chết chẳng khóc la một tiếng. Mẹ đấy con có nhiều kiếp chuyện, nghiệp dắt con đến bên trần ai. Vừa trưởng thành vừa đẹp đẻ trai, bỗng thọ bệnh đôi ngày bỏ màng. Mẹ đây con thảm kia vô hạn, kẻ thương con chưa mãn nơi lòng. Nửa chừng con đã bỏ cõi hồng, muốn tự tử để cùng đồng tha. Mẹ đấy con vì nhân ở bạc, có kiếp con bị gạt vì tình. Gần điên cuồng gần muốn ở trăm mình, sự sáng hết gia danh cũng mất. Mẹ đấy con từ Tây Phương Phật, thấy con vì tài sắc khổ thân. Mẹ muốn sáng kêu lớn lên rằng, con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Mẹ đây con mẹ dù nghĩ tới Phật rằng, tuy con trẻ bị đài, nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày, không đắm mãi trần ấy đâu gì. Mẹ đấy con nhiều khi mẹ nghĩ, điên mẹ an ngôi vị Tây Phương. Còn đang con lăn lóc trần dương, mẹ chỉ thấy buồn hơn mừng rỡ. Mẹ đấy con nghĩ suy thế đó, mẹ muốn phương tiện bỏ liên đài, để chuyển mình đến cõi trần này, cứu con sớm khỏi ngày mây mùi. Mẹ đấy con ý kia khi tới, Phật liền thân đến gọi ngay rằng, lâm trần không phù hợp cơ căn, dễ đọa kiếp khó tăng công đức,
mẹ đấy con Phật còn gắn chắc. Dòng Phật con đã rất gieo sâu, sẽ nở ra chẳng mất nơi đâu. Khải an ký chớ sầu quá lè, mẹ đây con mẹ thương con kè. Với tình thương cao cả thiên liên, nhược bằng thương theo lối trần duyên. Có lẽ đà đỏ miền trần hà, mẹ đấy con do tình cao cả, thương giường bao nhớ trẻ giường bao. Nhưng mẹ không giọng niệm trần lao, nghiệp thương chẳng buộc vào mẹ đằng. Mẹ đấy con nghĩa tình sâu nặng, muốn năm rồi không dánh một ngày. Tuy mẹ ngồi trên cảnh sen đài, mà lòng cứ vãng lại bên trẻ. Mẹ đấy con tình thương của mẹ, muôn năm rồi vẫn vẽ một mình. Chưa được con biết đến mẫu tình, làm cho mẹ thêm phần buồn tôi. Mẹ đấy con vì con mê mùi, nên mới không nhớ tới mẹ xưa. Mẹ đáng thương chẳng tích bao giờ, lầm không ngớt đợi chờ con tình. Mẹ đấy con xưa con hiền tâm, tiếng mẹ cha biết kính dân lời. Biết thương anh và biết trọng người, khiến mẹ đã vô hồi thương bên. Mẹ đấy con chính con gây đến, anh của con cũng mến thương con. Nên đã nguyện con nước còn non, thì lòng mến thương con còn mãi. Mẹ đấy con do lời nguyện đấy, ngày gần đây con thấy anh con, một người anh đạo hạnh vuông tròn. Thương con tở hồi còn ở thế, mẹ đấy con qua nhiều thế hệ. Anh con luôn mắt để bên con lắm nàng cũng bắt heo vôn. Như mẹ đối với con đấy vậy, mẹ đấy con khối tình thương này. Thiên anh con ôm lấy non đài, chưa được con hiểu đến mãi mãi. Anh con cũng chưa quay tất già, mẹ đấy con mỗi lần con đòa. Lòng mẹ cho đến cả anh con, quên ngủ ăn ngồi lăn trên non. Mắt theo dõi bên con không ngờ, mẹ đấy con vì tài nghiệp nợ, có kiếp con từ nhỏ bị đày. Vào làm tôi tớ kẻ hào tài, bị đánh đập nhiếc xài thấm tay. Mẹ đấy con mẹ trông thấy thế, nước mắt rơi ướt cả đài vàng. Thương con đang khổ ở trần gian, bị lưới nghiệp buộc ràng đòi bừa. Mẹ đấy con mẹ thường lý ưa.
thấy con vừa mới rửa nghiệp qua, kế nợ sau liền đã tạo ra, cứ nuôi mãi mới là thống khổ. Mẹ đấy con cũng là nhiều thờ, con biết lo hối ngộ tu hành, nhưng lòng tham ấy vẫn còn sanh, vì thế bật nẻo lên cực là. Mẹ đấy con khi con rơi rác, ruột mẹ đau như cắt từ bánh, liền đến tâu Phật rõ sự tình. Phật rằng giống ấy sinh nhiều hột, mẹ đấy con nghe lời Phật thốt, mẹ hiểu ngay ý Phật nói rằng. Trên bước đường con bị trầm thân, sẽ giúp lắm chúng sanh hướng thiền. Mẹ đấy con Phật cho ý chuyện, nhờ vậy lòng mẹ khiến hơi an, nhưng lại rồi đến kiếp kế sanh. Con sanh ở gia đình phú hộ, mẹ đấy con chiếc giàu sang đò. Con cứ quanh theo mớ bát vàng, nào rượu chè thêm lắm hậu nàng. Cứ như thể đi lần đến thác, mẹ đấy con ngồi bên cực là. Thấy con vì tiền bạc làm mê, phí một đời vào chỗ hèn đây, mẹ tiếc đến tràn trề nước mắt. Mẹ đấy con trở treo xeo sách, kiếp giàu sang kia bước qua rồi, quê kiếp nghèo nàn bấu đến nơi, vợ lem lúc con thời tới ta. Mẹ đấy con trong khi rách rã, nở đến đoài không hở ngày nào. Kẻ thì rằng nhà cửa đem cao, người lại bảo đỡ con vợ trà. Mẹ đấy con nở đòi ra rà, con chạy lo cuốn cả chân lên. Ít ngày sau trọng bệnh dưng lên, rồi tuyết mãn ở trên giường bình. Mẹ đấy con ngồi trên Phật cành, tiếng con rên thâu đến bên tay. Ruột mẹ đau mắt mẹ chảy dài, than rằng mới sống đây đã chết. Mẹ đấy con kể sao cho hết, mọi việc con tạo kết trong đời, lành mẹ vui dữ mẹ buồn vơi. Lòng mẹ dũng hệ nơi con kè, mẹ đấy con mẹ đâu muốn rè. Muốn gần con luôn cả xác hồn, nhưng chẳng qua lĩnh đức Thế Tôn, ngài bảo phải đợi cơn tai ngộ. Mẹ đấy con ngày chờ đợi đó, chính hôm nay nhằm thở trùng lai, vậy con mau nhìn thẳng lên mây. Có mẹ đứng chờ đây ở kè, mẹ đấy con mẹ là mẹ đẻ. Cả thân con ngót đã muôn năm, mẹ không riêng mẹ của xác thân, con là mẹ tinh thần con đưa. Mẹ
mẹ đấy con tuy qua muôn thuở, mẹ tưởng như mới bữa nào đây. Lòng mẹ thương con vẫn còn đầy, xưa nay thế từ đây cũng thế. Mẹ đấy con từ nơi Phật bể, vì thương con nên mẹ đến đây. Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đấy con mẹ xin đại khai, bởi gần ngày thế giới biến tiên, thế cho nên mẹ xuống trần duyên, trước gặp kẻ sau truyền đạo ngữ. Mẹ đấy con chân tình mẫu tử, ngót muôn thu thương nhớ vô cùng. Đến hôm nay mới được trùng phùng, mày trong lòng mẹ vui mừng tràn ngập. Mẹ đấy con bao tình gấp, mẹ mừng con những kiếp gần đây. Hột giống lành đem rải gieo đầy, giúp nhiều kẻ gái trai nên đau. Mẹ đấy con sắp ngày biến ảo, lắm người còn hung bạo ngổ ngang. Họ chưa hề biết đến Phật đàn, sẽ chẳng khỏi tiêu tan hồn xác. Mẹ đấy con những phường hung ác, lúc mới sanh tinh chất hiền lành. Lớn lên rồi vì nhiễm lợi danh, mới liều lĩnh tạo thành tội lỗi. Mẹ đấy con sắp ngày thay đổi, hạn ấy nên tìm lối cứu ra. Trong số người ăn ở dạy ta, khéo dạy bảo sẽ là tính được. Mẹ đấy con nhờ duyên kiếp trước, lời của con sẽ được thức người. Vậy con mau kêu gọi khắp nơi, giúp kẻ có duyên hồi tỉnh dậy. Mẹ đấy con theo nơi mẹ thấy, con với đời đã rải sâu duyên, cứu khổ trần con đã lắm nguyện. Con khá Phật hiện nên ý nguyện. Mẹ đấy con đang khi thời biên, vì sanh nhai vì tiên thân danh, ai cũng đều nỗ lực cạnh tranh, tội ác mấy cũng không kiên này. Mẹ đấy con đời càng tồi tệ, đạo càng nên rộng mở khắp cùng. Dạy hiền lành dạy lẽ hiếu trung, để cảm hóa kẻ lòng gian ác. Mẹ đấy con mê sớm giác, hầu tỉnh cho kẻ khác đang mê. Cuộc chuyện luân sắp đến cảnh cày, chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Mẹ đấy con dễ đâu có dịp, mà mẹ con ta được hiệp chúng này. Muôn năm qua chỉ có một ngày, ngày ấy chính hôm nay đấy trẻ. Mẹ đấy con hãy nghe lời mẹ, cả mau chân đổ kẻ gần xa. Bóng quang năm càng thấm thoát qua, thì mạng sống cũng là nhấp nháy. Mẹ đấy con sắp
ngày thương thầy, vật có hình đều loại chẳng không. Kẻ say xưa chưa tỉnh ngộ lòng, mày mau đánh thức kẻo không tu kịp. Mẹ đây con hết tan rồi hiệp, mày giống phế qua đến cuộc hưng bình. Lá vàng rơi cây đọt non xanh, vạn vật cứ thăng trầm như thế. Mẹ đấy con ngay trong cơ thể, mỗi ngày luôn suy phê không ngừng. Người luôn công tâm bổ cho thân, rốt cuộc cũng không cầm giữ được. Mẹ đấy con kia là bọt nước, nổi rồi tan không lượt dài lâu. Cho kiếp người nào khác chi đâu, cạn xét đến làm sao không chán. Mẹ đấy con đời như mây răng, lẻ giường bao và ngắn giường bao. Xưa đã mau nay lại càng mau, người đủ cách sâu nhau xuống quyệt. Mẹ đấy con muôn ngàn thảm thiết, đang nằm sau cái lớp văn minh. Một khi tàn thuốc đất ngúng lên, tay đầy tiếng khóc rên áo nào. Mẹ đấy con của người tác tàu, mỹ lệ bao tinh xảo giường bao. Lông trên mình chim chỉ khác nào, tiếp mấy cũng không sao vô sự. Mẹ đấy con tạo không biết giữ, chỉ nuôi gà bên thu hồ ly. Người đua nhau sông lối vô nghì, sông ấy chỉ hiểm nguy bất ổn. Mẹ đấy con dĩ tâm dĩ bồn, tâm an thì khắp chúng đều an. Trái lại như đèn dưới gió đàn, càng mạnh gió đèn càng mau tắt. Mẹ đấy con mau mở mắt, có mẹ đang chờ chực đấy con. Nở hồng gian con trả cho tròn, để cùng mẹ trở chân cực là con. Mẹ đấy con nhịp cầu đại giác, con mau ra tay bắt cho liền. Giúp cách trần qua khúc tử xuyên, kẻo hồn xác trở nên sương mồng. Mẹ đấy con màn trời đã mong, sống khổ nhiều hơn sống an vui. Do ác tâm xảo trí của người, trở lại hại người đời thêm khổ. Mẹ đấy con biết bao nhiêu đồ, mẹ thấy con thọ khổ trần ai. E bước chân con khó nổi quầy, mẹ lo mãi đêm ngày không giấc. Mẹ đấy con đúng như lời Phật, giống lành kia đã đứt mộng ra. Mọi việc đời con đã lánh xa, lòng trong trắng ngọc ngà giam di. Mẹ đấy con riêng lành tâm ý, ấy còn nằm trong lý hẹp hòi. Phải lành cho khắp hết muôn loài, như thế mới đúng người từ thiên. Mẹ đấy con bước chân thảnh diện,
cả đi ra phổ biến đạo màu. Ngồi một nơi đọc sách bao lâu cũng không thể rồi câu đạo lý. Mẹ đây con đừng hồ mị, mở mắt ra nhìn kỹ mẹ đây. Mẹ vì con mới xuống cõi này, con nên sớm làm khuây lòng mẹ. Mẹ đây con, mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giải bài. Vậy con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đây con, người trong hạ giới đủ hạng người các cõi giáng sanh. Cùng thi tài đâu sức hùng anh, kẻ quá dữ người lành quá lè. Mẹ đấy con, hiền lành ít kẻ, còn hạng người hung dữ thì nhiều. Đến khắp nơi thường nhuộm máu đều, thảm giới khổ kể sao cho xiêu. Mẹ đấy con ơi có biết, hằng muôn ngàn cánh chết thê lương. Diễn ra trên khắp cõi trần dương, quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con đâu đâu cũng giật, không giật chi là trách của mình. Trong đầm khô trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cảnh hải hùng lớp cá ruộng đầm, có sóng rạch mà không chặn được. Mẹ đấy con thiếu chi là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặt thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hận muốn chiều. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua. Mặt kẻ hung ra sức hốt dùa, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đấy con biết thương dầm dòi, nên mở phiền chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đông bào, chặt bầy sống nở vào bầy lười. Mẹ đấy con kể sao hết nổi, cảnh âu sầu khắp cõi người ta. Quá hải hùng quá đổi thiết tha, tiên chó sủa cũng là phách tan. Mẹ đấy con trong đời nhiều hàng, vì oai danh vì mến bác đồng, nợ giết người hơn giết mũi mồng. Tội lỗi có hay không chẳng xét, mẹ đấy con mẹ lầm như xét. Thương những người bị giết uổng oan, chết dễ làm sống khó toan. Trách kẻ bảo sao không suy nghĩ. Mẹ đấy con có nhiều thuyết ngụy, kéo theo thùa dối mỹ lòng người, làm cho nền phong hoa suy đồi.
chẳng màng đến những nơi tình cảm. Mẹ đây con kia người bị cấm, sẽ không còn biết cảm mẹ cha. Với anh em mẹ bạn cũng là lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đây con hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người. Họ chỉ lo cho họ đây thôi, họ là kẻ giết người không dung. Mẹ đây con mau tỉnh sớm, cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tánh chưa ngày an lạc. Mẹ đây con đang thời hỗn sắc, biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lần nữa quy. Mẹ đây con ơi khá nghỉ, vì người vì câu danh vì lợi quyền mà gây thành đất mưa trời nghiêng. Đâu ai sống thiên nhiên để hưởng. Mẹ đây con người đời lầm tướng, hại được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tở ngao cò, để tam giả đứng chờ sau gốc. Mẹ đây con hãy nên thương xót, những kẻ đang say gục mỏng cần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàn qua sai lại muôn lần, rốt cuộc lớp hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con cũng vì lẽ ấy, mẹ mới khuyên con hãy ra đời. Đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu. Mẹ đây con nhắc đời sớm liệu, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đây con ở trong kiếp trượt, lại nhầm khi cùng rốt cuộc đời. Việc giáo dân khó lắm con ơi, nhưng làm được biển trời so đất. Mẹ đây con nên nỗ lực, tạo cho nhiều công đức kiếp này. Mặc dù thân khổ mấy cũng thấy, miễn giúp được gái trai tình màu. Mẹ đây con lấy lòng đại độ, vì người đời vui bỏ riêng thân. Ai khen chê gì cũng chẳng cần, cứ một mực lo phần cứu đồ. Mẹ đây con nếu không lao khổ, mỗi đau màu đau phổ thông xa. Có từ bi hay chẳng cũng là, khi hữu sự người ta mới biết. Mẹ đây con đem lòng thanh khiết, lắng trong đời thì biết hòa quang. Chớ ngồi yên trong một chiếc thoàng, đến rủ sắc công ân chẳng có. Mẹ đấy con lắng tai nghe rõ, mẹ vì con vì cả chúng sanh.
chỉ cho điều đáng bỏ đáng hành, thì nên ghi nhớ chớ nên quên làng. Mẹ đấy con đời con biết chán, chẳng sai mê chẳng mang vào tâm, ấy giúp con được khỏi lỗi lầm, mà mẹ cũng lấy làm mừng cho trẻ. Mẹ đấy con chán đời một lè, bỏ đời đâu phải kẻ từ bi. Đời con nhiều nhớ nhấp vết tỳ, càng gìn giữ để thi thiết đạo. Mẹ đấy con những lời Phật giáo, từ xa lâu xưa chi đâu ngày nay, vẫn là chân lý tuyệt trần ai, không có thể bẻ bay gì được. Mẹ đấy con khéo tùy theo cuộc, đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đau. Mẹ đấy con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu, giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ sắc cũng sầu khổ tri. Mẹ đấy con khổ chồng muôn lụy, vốn là do tâm ý muốn ham, vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, mà để phụng sự cái thân phàm đòi bừa. Mẹ đấy con thân như hoa lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau, có sanh là có tử khỏi nào, định luật ấy ai đâu tránh được. Mẹ đấy con nghiệp không truyền phước, công đầu sanh trong cuộc không cần, tất nhiên là khỏi lão tử thân, mọi sầu khổ cũng không hề có. Mẹ đấy con muốn như thế đó, cần phải tu chớ có lỗi thôi, lòng tham sân si ai dứt rồi, chẳng còn bị luân hồi sáu nẻo. Mẹ đấy con nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đau niết bàn, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đường sanh tử. Mẹ đấy con siêu trên phàm sự, tâm trí không ưu lự não phiền, lúc nào lòng cũng được an nhiên, hết còn bị các biên chi phối. Mẹ đấy con tâm lìa hạ giới, như cá ra khỏi lưới về đồng, mặc áo du biển rầm mênh mông, đâu còn bị lời danh câu nhừ. Mẹ đấy con sự sanh sanh sự, tuy phải lo đối xử không may, như khách xong rồi phải trở về, được vậy sẽ đồng quê với Phật. Mẹ đấy con tâm vô nhất vật, ấy là tâm chư Phật đấy con. Nếu như ai theo đó làm tròn, người ấy chính nhục thân Phật đấy. Mẹ đấy con mau nghe lấy lời mẹ vừa bảo đây chớ quên. Khi giảng đài con bước chân lên, tỏ lại khắp đôi bên được biết. Mẹ đấy con làm lành một việc, có sức
tiêu tội ác mười điều, gạo một ô làm nở ba niêu. Phước lượng bổn năng siêu cũng thấy, mẹ đây con khó khăn đừng kể, việc nào mà không thể làm nên. Có người lên mình có thể lên, chớ rằng việc Phật tiên khó dối. Mẹ đây con như lời mẹ nói, khó không nào thì mỗi việc thành. Con chớ nhớ đem khuyên kẻ tu hành, lấy lời ấy để làm cương mục. Mẹ đấy con kẻ thừa nước đục, thả câu dầm hải bực hiền lương. Đức có nhiều con khéo tùy phương, để mở rộng con đường Phật giáo. Mẹ đấy con xả thân vì đạo, giết tử sanh khổ não xem thường. Thuyết từ bi cứ mãi chủ trương, cứu vớt kẻ còn đương trầm lịch. Mẹ đấy con khi xa mù mịt, khoảng trống như khoảng bích đẻo mờ. Kẻ trên sông khó nhận được bờ, còi khéo túc đầy cho họ biết. Mẹ đấy con thuyền nâng một chiếc, nâng chở nhiều khách lướt qua sông. Chèo mỗi ngày đừng có nể công, bao nhiêu khách cũng lần đưa hết. Mẹ đấy con ở trong mọi mệt, có cái gì siêu việt thiên liêng. Trong âm thầm được đáp lại liền, kẻ tu niệm cho phiền khổ hành. Mẹ đấy con nếu không mưa lành, cây hiểu kia lá nhánh đâu tươi. Gặp tai nạn lòng cũng cứ vui, cho rằng nở vừa rồi đã thiếu. Mẹ đấy con ý này nếu hiểu, dù cho ai quay nhiều cách nào, cũng không làm cho giả núng nao. Càng tinh tấn dồi trao đạo hành, mẹ đấy con kẻ đời tranh cành. Người đạo đâu nhất định ngồi không, ngó ngay về dân chúng đại đồng. Lo cho họ từ hồn đến xác, mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc. Mới làm nên phước đức đâu ư, đem công ra hoặc tiếng nhân từ. Giúp người cũng là nơi phước đức, mẹ đấy con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh. Công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đấy con giúp người cơm nước, ấy giúp cho người được no lòng. Còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn siêu thoát. Mẹ đấy con giúp thân an lạc, nhưng tiếc vì thân xác không bền. Giúp cho hồn quái Phật được lên, linh hồn ấy trường miên khoái lạc. Mẹ đây con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phần hồn. Tất nhiên là công đức cao hơn, chắc như vậy không cần nghi ngại. Mẹ đấy con nhưng mà hai cái, tùy sức mình liệu lấy giúp người. Có của thì giúp cho của cho đời, không thì giúp
bằng lời hữu ích. Mẹ đây con nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy kẻ tu hiền, công đức ấy vô biên vô lượng. Mẹ đây con giúp mà không tường, giúp một đồng phước lưỡng mười đồng. Đã ra công chẳng lấy làm công, công ấy lớn biển đông kho xanh. Mẹ đấy con cả muôn công hành, nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa, chân đạo đức chân nhà bác ai. Mẹ đấy con bất kỳ môn phái, nếu lấy chân làm đại bổn căn, ấy chính là chánh đạo chân tăng, chẳng còn phải răng lầm lạc. Mẹ đấy con lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lầm nghi kỹ người nào cũng khoai. Mẹ đấy con việc làm lời nói, chân thật không ngụy dối điều nào. Hoàng nghiệp hoặc đâu lôi cuốn tần lao, chỉ một kiếp được vào cõi Phật. Mẹ đấy con nếu chân công đức, lầm từ bi đâu phúc não rời, lo cho thân ra cõi bể đời. Và tha thiết cứu người đang khổ, mẹ đấy con chân tu chân đồ. Tu thân và tu cả chúng sanh, độ mình lành độ khắp người lành, thể mới Phật tu hành theo Phật. Mẹ đấy con kim thời nhân vật, ít ai đem tình thật đối nhau. Có thể rằng bất luận người nào, đều lợi dụng lẫn nhau để sống. Mẹ đấy con mẹ càng bi thống, cánh đồng sàn dĩ mỏng của đời, cái nhân tình đâu có mấy nơi. Giảng sự chi ư thôi bạc nén, mẹ đấy con trong bao có quen, mặc dù lời nói chẳng nhầm chi. Cũng có nhiều kẻ giả người quỳ, lỗi mấy cũng đổi đi làm phải. Mẹ đấy con sửa ngay sửa dài, cũng đều là giữa cái đống tiền. Từ mỹ nhân cho đến tước quyền, đều có thể bị tiền mua chuộc. Mẹ đấy con bị tiền ràng buộc, có mấy ai đâu được tự do. Có cũng lo không cũng âu lo, tiền sai khiến người ta đủ lè. Mẹ đấy con đầm tiền mạnh mẽ, xui giết người xui kẻ bất hòa. Tiểu can qua hay đại can qua, phần lớn cũng do là tiền bạc. Mẹ đấy con biết bao tội ác, ai nghe qua cũng bắt châu mày. Ấy cũng do tiền bạc khiến sai, từ xưa chi đến nay vẫn thấy. Mẹ đấy con mẹ mong toàn thế, nên dùng tiền chớ để tiền sai. Trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài, đừng vì nó mà gây tội lỗi. Mẹ đấy con tiền là bát bội, nó không trung thành với người nào, vào trước
rồi nó lại ra sao. Không ai có thể nào cầm chắc, mẹ đấy con còn ăn còn mặc, còn sống trong thù tát xa gần, cố nhiên là tiền bạc phải cần. Dù ai cũng thấy không tránh khỏi, mẹ đấy con như lời mẹ nói. Cần tiền đừng bị gói trong tiền, làm ra nhiều để tạo phước duyên, chớ dành để hưởng đêm no ấm. Mẹ đấy con nhưng cần suy gẫm, trường hợp nào trong cảnh trạng nào, đôi vấn đề tiền bạc tạo đầu, cần phải tạo cách nào tránh lè. Mẹ đấy con lợi mình hại kẻ, lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm, đừng vì lòng ích kỷ làm nham, thấy lợi hút quên thân phải quay. Mẹ đấy con mẹ phân khi nãy, mọi việc đều cần lấy đồng tiền, có tiền ai cũng nể cũng kiêng. Vì thế nó có quyền sanh sát, mẹ đấy con thật ra tiền bạc cũng như loài có rắc khác chi. Nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ đấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia, rồi đem lòng ba bảo thủ say mê, đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đây con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào, có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con vật mình tạo đó, rồi để cho chúng nó khiến mình gây tội kia lỗi nó tài đình, sao lại gọi thông minh được chứ. Mẹ đấy con mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời, bận lòng theo tám vật không rời, vì thế mãi sanh nơi cõi khổ. Mẹ đây con ở bên tỉnh đồ, đất bằng vàng nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm xinh đẹp nhiệm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Mẹ đây con Phật ngài khéo hiệp, màu xinh này đến sắc đẹp kia, kết lại thành một cõi liên quê, tuyệt mỹ nói sao cho hết được. Mẹ đấy con nhưng mà khắp nước, cả lúc nào cũng được hòa bình, không ai rằng vật nó của mình, cũng chẳng có ai tránh ai cả. Mẹ đấy con tuy nhiều báu lại, mà không ai có giả tranh giành, ấy là nhờ ai cũng trọn lành. Thấy của chẳng lòng sanh tham nhùng, mẹ đây con mong rằng khắp chúng, vật nào mà thiết dũng sắm ra, dù lầu đài phố xa muôn tòa, xem thường chẳng đắm xa bẩn biểu. Mẹ đấy con gặp ai nghèo thiếu, liền ra tay vứt kêu ra dùm, tiền bạc không bị nó làm cùm, lại cũng chẳng đeo đâm nhà cửa. Mẹ đấy con sắm cho nhiều của, riêng vợ con cha mẹ ấm lành,
có thừa đem làm lợi nhân sanh, được như thế tội tình đâu có. Mẹ đấy con làm theo lời đó, vào giường bao có của giường bao, không ai sầu ai oán mãi nào, đêm nằm khói đầu sao ngăn trước. Mẹ đấy con làm như vậy được, chẳng mất giàu lấy phước có ra. Lúc sống an hưởng sự vinh hoa, khi thoát khỏi đỏ xa địa ngục, mẹ đấy con tầm tiên lãnh tục, chẳng gì hơn cõi trước đừng mê. Một lòng nguyện tầm đạo Bồ Đề, trối mặt những danh kệ lợi cần. Mẹ đấy con lợi danh nhơ bẩn, to bao nhiêu dù lớn bao nhiêu, thì như là bèo bọt rác lều. Lòng chẳng chút biểu diều theo nó, mẹ đấy con lợi danh dù có, cũng vẫn nên xem nó như không. Lợi danh đều hiến chúng đại đâm, riêng mình vẫn lòng không một vật. Mẹ đấy con lấy lòng thành thật, giúp đời không một vật nào từ, người cũng minh như một thể ư. Điều tốt chẳng bao giờ tiếc cả, mẹ đấy con mẹ chưa yên già. Đường còn đi còn quá xa xôi, biết bao nhiêu sóng gió dập dồi, e con chẳng dừng nơi tay lai. Mẹ đấy con lấy lòng quán ai, đổ đời dù thân phải cách nào, cũng nên vui đừng có núng nao. Thương người chẳng khác nào mình vậy, mẹ đấy con dù ai có quay. Mỗi đảo màu vẫn trôi khắp nơi, bằng không thì như mất ánh trời, vạn vật chẳng còn nơi ấm áp. Mẹ đấy con mưa xa nắng tắt, càng lâu càng cứng cáp thêm nhiều, dễ đâu làm cho giả ngã siêu. Tòng ba vẫn một màu xanh biếc, mẹ đấy con dù ai có giết, chỉ hại phần xác thịt thúi hôi, chớ linh hồn sẵn dĩ sẵn nôi. Lúc nào cũng mang ngồi tử tài, mẹ đấy con có chi kinh hài. Xác tạm như là cái bao tay, lúc không cần thì lột ra ngay, đâu mang mãi đâu hay đau đớn. Mẹ đấy con chết là cái vốn, sợ hay không cũng vẫn phải đi, nên xem thường chớ hoảng hốt gì. Tinh thần vẫn quy nghi bình tình, mẹ đấy con biết thân tạm dình. Chớ vì thân nãy tánh bất lương, hãy đem thân tạm ấy làm đường, đỡ chân kẻ còn đương thống khổ. Mẹ đấy con gặp duyên thì đổ, qua rồi thôi chẳng có để lòng, cứu đời không mong đợi nhắc công, thế mới khỏi bị chồng trói kiếp. Mẹ đấy con ai nguy thì tiếp, ai khốn nàng ra giúp đỡ ngay. Tốn công hay tốn của chẳng này, được vậy chỉ một đời đắc đạo. Mẹ đấy con chia cơm xẻ áo, có mấy ai được
thảo lòng đâu, vì thế nên cứ mãi âu sầu. Kẻ thừa thải người đâu cũng thiếu, mẹ đấy con kẻ giàu muôn kiều. Người thấy không một điếu trong nhà, chẳng động lòng giúp đỡ năm ba, còn lợi dụng mới là đáng trách. Mẹ đấy con giàu sang chiêu cách, hung hiếp người đói đất nghèo nàn, ấy phần đông trong cõi thế gian. Mẹ chẳng ngớt buồn than cảnh ấy, mẹ đấy con giàu không biết phải, bị kẻ hơn người lại trách phiền. Chừng gặp khi cảnh ngộ bất yên, thân ấy khổ bất nhiên nào ta. Mẹ đấy con lúc sang sang quá, đến khi hèn hèn hạ vô cùng, sự nhục vinh trong một khắc chung. Dương tương đó rồi trùng dây đó, mẹ đấy con được thân giàu có, gặp ai người đói có hàng gì. Nên xót thương cho giả kinh khi, hãy giúp họ những gì đang giúp. Mẹ đấy con nếu mình tốt phúc, có thời hơn kẻ các phận nào. Nên khiêm nhường chớ có sức cao, hãy nhận đó để trao việc nghĩa. Mẹ đấy con dân lành khá tỉa, có thần nhân chặt chĩa quanh thân. Dù gặp khi lỡ bước xa chân, không đến đổi ra thân hèn hạ. Mẹ đấy con có dạy có trả, từ xưa nay nhân quả không lầm. Kẻ đang đi tâm giữa rừng lâm, nói sao tiếng dội làm theo vậy. Mẹ đấy con phải thì gặp phải, con quấy là có quấy trả cho, đường giữ lành há chẳng toan lo. Chọn lựa cái thôm tho để lấy, mẹ đấy con khi người biết quấy, nhưng không lòng hối cải tránh xa. Chẳng khác nào sông có mập xà, biết mà vẫn lội qua bất kể. Đến khi nằm đọc pháp bửu đàn, thì có một khối hào quang bạch sắc, bỗng nhiên lại rất ngay vào mặt, cả châu thân liền bắt tê rần. Như ngặt mình đành phải nằm chân, muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy. Tay chân cũng hết còn đông đầy, rồi bắt đầu từ ấy mê man. Từ trên không có tiếng kêu vang, rằng có mẹ đấy con khá tình. Ta ngước mắt nhìn lên không cảnh, một lão bà đang đứng trên mây. Đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ già nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân. Vẻ mặt tròn da trắng tuyết trần, môi đỏ sẫm má hương dần dờ. Có hai cái hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất
giọng ung dung rằng mẹ đây ơi con sớm thức. Tuy muôn năm thân nương lạc quốc, lòng mẹ luôn ở sát bên con. Xưa sau thì nay vậy chẳng mòn, trong lòng mẹ nhớ thương con mày. Mẹ đây con ơi nhớ lại, nhờ lòng thành sớm bái Phật Đà. Và thường lo giúp đỡ gần xa, nên mẹ đã sanh qua cực lạc. Mẹ đây con xưa nhà rân rác, tớ gái trai gần chút 50. Con đã không có giả khinh người, khiến ai cũng nức lời khen ngợi. Mẹ đây con xưa con thường nói, người chẳng xem nhân loại thú cầm. Phải biết thương biết kính nơi tâm, giàu nghèo chẳng làm hèn người được. Mẹ đây con lời con đã thốt, lúc ấy ai cũng bất kính thầm. Tư tưởng con khác với thường tâm, rất bình đẳng tâm tầm nhận xét. Mẹ đây con anh con là kết, trong sang giàu chẳng mất sang giàu. Thường nói rằng phú quý dường bao, thân khi mất sang giàu cũng mất. Mẹ đây con anh con nhận thức, thân mất thì của mất liền theo. Thế nên lòng chẳng chút đắm đeo, đành vượt hải băng đèo tầm đau. Mẹ đây con tâm cần phổi rau, nên anh con đắc đạo từ lâu. Nay vẫn còn thiền quán sân đầu, con sớm muốn thế nào cũng gặp. Mẹ đây con riêng con lập bập, đường đạo không quyết lập vào tâm. Kia kiếp thì tu kiếp bỏ dập bầm, mẹ đến nay vẫn còn nằm trong thế. Mẹ đây con nhiều đời con tệ, bị nghiệp lôi vào bể khổ trần. Mang khốn nàng chịu đọa đài thân, mẹ đau xót như dần gan ruột. Mẹ đây con chưa hiểu được, mẹ thương con đến mức nào đâu. Biển kia còn đo được càng sâu, mẹ thương trẻ khó lượng nổi. Mẹ đây con xác trần khi cội, hồn mẹ liền theo dõi Di Đà. Về Tây Phương thân nữ liên tòa, kể cung vạn niên qua rồi đây. Mẹ đấy con muôn năm qua ấy, mẹ xem như việc mới hôm rồi. Kiếp chung sanh theo bóng mặt trời, mau lẹ tợ như thoái đưa nhì. Mẹ đây con tuy trăm thế kỷ, lòng mẹ đâu quên nghĩ đến con.
thường thấy con bia nghiệp cũng tròn, xác nào nhóng nằm trong ổ kiên. Mẹ thấy con mẹ luôn ngào nghen, tâu Phật xin cho gian trần ai. Phật rằng duyên ấy phải chở ngày, đến sớm cũng không tài gỡ nổi. Mẹ đây con Phật ngày bảo đời, mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ. Thấy con nhiều kiếp rối như tơ, lòng mẹ nóng tở mơ bên lừa. Mẹ đây con đâu có nhớ, muôn năm xưa khi đẻ con ra. Thấy mặt con sáng sủa hiền hòa, mẹ mừng đến đổi xa hột nhỏ. Mẹ đẩy con liền trong khi đó, từ mẹ tự dưng nói rõ trong tâm. Đứa con này trái ức muôn năm, mắt mày nó không làm quên được. Mẹ đẩy con mẹ hay trường phước, nên nói chia liền được có ngay. Từ ấy dù về cõi Phật đài, lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ đây con mẹ là Phật mẹ, mặt mũi con khi đẻ trên giường. Lòng mẹ còn nhớ rõ như thường, con khó thấu tình thương của mẹ. Mẹ đấy con muôn năm cách rè, mẹ vẫn là người mẹ trung thành. Lòng thương con không dâng khắc canh, mẹ chẳng ngất tâu lên Đức Phật. Mẹ đấy con mẹ tâu bao lượt, Phật vẫn rằng đời cuộc trùng lai, duyên lành kia gặp lại có ngày. Chớ để giả ưu hoài cho nhọc, mẹ đấy con do lời Đức Phật. Mẹ yên tâm chờ cuộc trung phong, nhưng mỗi lần thấy trẻ lao lung, gan ruột mẹ vô cùng chua xót. Mẹ đấy con việc con mãi một, mẹ thấy đành không xót điều nào. Nhiều kiếp con được tước quyền cao, cậy quay thế hiếp bao kẻ yêu. Mẹ đấy con nợ nghiệp kia chẳng nếu, cây kiếp con lại chịu hoành hành. Bị tù đài bị nhục mà danh, con vợ khổ gia đình tan nát. Mẹ đấy con mẹ trong tận mắt, lấy làm đau như chặt như bầm. Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, nghiệp riêng khó thể sang cứu đành. Mẹ đây con trong muôn năm ngần, con đã sanh lên xuống cõi trần. Mỗi một lần mang một xác thân, tính ra cũng hơn 300 xác. Mẹ đây con xác kia chồng chất, ai trong qua cũng bắt rung mình. Và hơn 300 cái gia đình, nước mắt
đã đổ bằng sông suối. Mẹ đẩy con vì hoành tử tội, có kiếp con vừa mới sanh ra. Mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha, đã chết chẳng khóc la một tiếng. Mẹ đấy con có nhiều kiếp chuyện nghiệp, dắt con đến bên trần ai. Vừa trưởng thành vừa đẹp đẽ trai, bỗng thọ bệnh đôi ngày bỏ mạng. Mẹ đây con thảm kia vô hạn, kẻ thương con chưa mãn nơi lòng. Nửa chừng con đã bỏ cõi hồng, muốn tự tử để cùng đồng tha. Mẹ đây con vì nhân ở bạc, có kiếp con bị gạt vì tình. Gần điên cuồng gần muốn ở trăm mình, sự sáng hết gia danh cũng mất. Mẹ đây con từ Tây Phương Phật, thấy con vì tài sắc khổ thân. Mẹ muốn sáng kêu lớn lên rằng, con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Mẹ đây con mẹ dù nghĩ tới Phật rằng, tuy con trẻ bị đài, nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày, không đắm mãi trần ấy đâu gì. Mẹ đấy con nhiều khi mẹ nghĩ, điên mẹ an ngôi vị Tây Phương. Còn đang con lăn lóc trần dương, mẹ chỉ thấy buồn hơn mừng rỡ. Mẹ đấy con nghĩ suy thế đó, mẹ muốn phương tiện bỏ liên đài, để chuyển mình đến cõi trần này, cứu con sớm khỏi ngày mây mùi. Mẹ đây con ý kia khi tới Phật liền thân đến gọi ngay rằng, lâm trần không phù hợp cơ căn, dễ đọa kiếp khó tăng công đức. Mẹ đây con Phật còn gắn chắc, dòng Phật con đã rất gieo sâu, sẽ nở ra chẳng mất nơi đâu. Hãy an trí chớ sầu quá lè, mẹ đây con mẹ thương con trẻ, với tình thương cao cả thiên liên, nhược bằng thương theo lối trần duyên, có lẽ đà đỏ miền trần hà. Mẹ đấy con do tình cao cả, thương giường bao nhớ trẻ giường bao. Nhưng mẹ không giọng niệm trần lao, nghiệp thương chẳng buộc vào mẹ đằng. Mẹ đấy con nghĩa tình sâu nặng, muốn năm rồi không vắng một ngày. Tuy mẹ ngồi trên cảnh sen đài, mà lòng cứ vãng lại bên trẻ. Mẹ đấy con tình thương của mẹ, muốn năm rồi vắng vẻ một mình. Chưa được con biết đến mẫu tình, làm cho mẹ thêm phần buồn tôi.
mẹ đây con vì con mê mùi nên mới không nhớ tới mẹ xưa. Mẹ đáng thương chẳng tích bao giờ, lòng không ngớt đợi chờ con tình. Mẹ đây con xưa con hiền tâm, tiếng mẹ cha biết kính dâng lời. Biết thương anh và biết trọng người, khiến mẹ đã vô hồi thương bên. Mẹ đấy con chính con gây đến, anh của con cũng mến thương con, nên đã nguyện con nước còn non, thì lòng mến thương con còn mày. Mẹ đây con do lời nguyện ấy, ngày gần đây con thấy anh con, một người anh đạo hạnh vuông tròn. Thương con tở hồi còn ở thế, mẹ đây con qua nhiều thế hệ, anh con luôn mắc để bên con lắm nàng cũng bắt hiểu vốn. Như mẹ đối với con đấy vậy, mẹ đấy con khối tình thương này. Tiếng anh con ôm lấy non đài, chưa được con hiểu đến mãi mãi. Anh con cũng chưa quay tất già, mẹ đấy con mỗi lần con đòa. Lòng mẹ cho đến cả anh con, quên ngủ anh ngồi lặng trên non, mắt theo dõi bên con không ngờ. Mẹ đấy con vì tài nghiệp nợ, có kiếp con từ nhỏ bị đày, vào làm tôi tớ kẻ hào tài, bị đánh đập nhiếc xài thấm tay. Mẹ đấy con mẹ trông thấy thế, nước mắt rơi ướt cả đài vàng, thương con đang khổ ở trần gian, bị lưới nghiệp buộc ràng đòi bừa. Mẹ đấy con mẹ thường lý ưa, thấy con vừa mới rửa nghiệp qua, kế nợ sau liền đã tạo ra, cứ nôi mãi mới là thống khổ. Mẹ đấy con cũng là nhiều thờ, con biết lo hối ngộ tu hành, nhưng lòng tham ấy vẫn còn sanh, vì thế bật nẻo lên cực là. Mẹ đấy con khi con rơi rác, ruột mẹ đau như cắt từ bánh, liền đến tâu Phật rõ sự tình. Phật rằng giống ấy sinh nhiều hột, mẹ đấy con nghe lời Phật thốt, mẹ hiểu ngay ý Phật nói rằng, trên bước đường con bị trầm thân, sẽ giúp lâm chúng sanh hướng thiền. Mẹ đấy con Phật cho ý chuyện, nhờ vậy lòng mẹ khiến hơi an, nhưng lại rồi đến kiếp kế sanh. Con sanh ở gia đình phú hậu, mẹ đấy con kiếp giàu sang đò. Con cứ quanh theo mở bát
giang, nào rượu chè thêm lắm hậu nàng. Cứ như thể đi lần đến thác, mẹ đây con ngồi bên cực là thấy con vì tiền bạc làm mê, phí một đời vào chỗ hèn đây. Mẹ tiếc đến tràn trề nước mắt, mẹ đây con cỡ treo xeo sách, kiếp vào sang kia bước qua rồi. Quê kiếp nghèo nàng bấu đến nơi, vợ lem lúc con thời tới tà. Mẹ đấy con trong khi rách rã, nở đến đoài không hở ngày nào. Kẻ thì rằng nhà cửa đem cao, người lại bảo đỡ con vợ trà. Mẹ đấy con nở đòi ra ra, con chạy lo cuốn cả chân lên. Ít ngày sau trầm bệnh dưỡng nên, rồi tuyết mãn ở trên giường bình. Mẹ đấy con ngồi trên Phật trần, tiếng con rên thâu đến bên tai. Ruột mẹ đau mắt mẹ chảy dài, than rằng mới sống đây đã chết. Mẹ đấy con kể sao cho hết, mọi việc con tạo kết trong đời. Lành mẹ vui dữ mẹ buồn vơi, lòng mẹ dũng hệ nơi con kè. Mẹ đây con mẹ đâu muốn rè, muốn gần con luôn cả xác hồn. Nhưng chẳng qua lệnh đức Thế Tôn, ngài bảo phải đợi cơn tai ngộ. Mẹ đấy con ngày chờ đợi đó, chính hôm nay nhằm thở trùng lai. Vậy con mau nhìn thẳng lên mây, có mẹ đứng chờ đây ở kè. Mẹ đấy con mẹ là mẹ đẻ, cả thân con ngót đã muôn năm. Mẹ không riêng mẹ của xác thân, con là mẹ tinh thần con đưa. Mẹ đấy con tuy qua muôn thuở, mẹ tưởng như mới bữa nào đây. Lòng mẹ thương con vẫn còn đầy, xưa nay thế từ đây cũng thế. Mẹ đấy con từ nơi Phật bể, vì thương con nên mẹ đến đây. Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đấy con mẹ xin đại khai, bởi gần ngày thế giới biến tiên. Thế cho nên mẹ xuống trần gian, trước gặp kẻ sau truyền đạo ngữ. Mẹ đấy con chân tình mẫu tử, ngót muôn thu thương nhớ vô cùng. Đến hôm nay mới được trùng phùng, mày trong lòng mẹ vui mừng tràn ngập. Mẹ đấy con bao tình gấp, mẹ mừng con những kiếp gần đây. Hột giống lành đem rải gieo đầy, giúp nhiều kẻ gái trai nên đào.
mẹ đấy con sắp ngày biến ảo lắm, người còn hung bạo ngổ ngang. Họ chưa hề biết đến Phật đàn sẽ chẳng khỏi tiêu tan hồn xác. Mẹ đấy con những phường hung ác, lúc mới sanh tâm chất hiền lành. Lớn lên rồi vì nhiễm lợi danh, mới liều lĩnh tao tành tội lỗi. Mẹ đấy con sắp ngày thay đổi, hạn ấy nên tìm lối cứu ra. Trong số người ăn ở dạy ta, khéo dạy bảo sẽ là tính được. Mẹ đấy con nhờ duyên kiếp trước, lời của con sẽ được thức người. Vậy con mau kêu gọi khắp nơi, giúp kẻ có duyên hồi tỉnh dậy. Mẹ đấy con theo nơi mẹ thấy, con với đời đã rải sâu duyên, cứu khổ trần con đã lắm nguyện. Con khá Phật hiện nên ý nguyện. Mẹ đấy con đang khi thời biên, vì sanh nhai vì tiên thân danh, ai cũng đều nỗ lực cạnh tranh, tội ác mấy cũng không kiên này. Mẹ đấy con đời càng tồi tệ, đạo càng nên rộng mở khắp cùng. Dạy hiền lành dạy lẽ hiếu trung, để cảm hóa kẻ lòng gian ác. Mẹ đấy con mê sớm giác, hầu tình cho kẻ khác đang mê. Cuộc chuyện luân sắp đến cẩn kề, chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Mẹ đấy con về đâu có dịp, mẹ con ta được hiệp chốn này. Muôn năm qua chỉ có một ngày, ngày ấy chính hôm nay đấy trẻ. Mẹ đấy con hãy nghe lời mẹ, cả mau chân đổ kẻ gần xa. Bóng quang năm càng thấm thoát qua, thì mạng sống cũng là nhấp nháy. Mẹ đấy con sắp ngày thương hại, vật có hình đều loại chẳng không. Kẻ sai xưa chưa tỉnh ngộ lầm, mày mau đánh thức kẻo không tu kịp. Mẹ đấy con hết tan rồi hiệp, mày giống phế qua đến cuộc hưng bình. Lá vàng rơi cây đọt non xanh, vạn vật cứ thăng trầm như thế. Mẹ đấy con ngay trong cơ thể, mỗi ngày luôn suy phê không ngừng. Người luôn công tâm bổ cho thân, rốt cuộc cũng không cầm giữ được. Mẹ đấy con kia là bọt nước, nổi rồi tan không lượt dài lâu. Cho kiếp người nào khác chi đâu, cản xét đến làm sao không chán. Mẹ đấy con đời như mây răng, lẻ giường bao và ngắn giường bao. Xưa đã mau nay lại càng mau, người đủ cách sâu nhau xuống quyệt.
mẹ đấy con muôn ngàn thảm thiết, đang nằm sau cái lớp văn minh. Một khi tàn thuốc đất ngúng lên, tay đầy tiếng khóc rên áo đầu. Mẹ đấy con của người tát tàu, mỹ lệ bao tinh xảo giường bao. Lòng trên mình chim chỉ khác nào, tiếp mấy cũng không sao vô sự. Mẹ đấy con tạo không biết giữ, chỉ nuôi gà bên thu hồ ly. Người đua nhau sông lối vô nghì, sông ấy chỉ hiểm nguy bất ổn. Mẹ đấy con dĩ tâm dĩ bồng, tâm an thì khắp chúng đều an. Trái lại như đèn dưới gió đàn, càng mạnh gió đèn càng mau tắt. Mẹ đấy con mau mở mắt, có mẹ đang chờ chực đấy con. Nở hồng gian con trả cho tròn, để cùng mẹ trở chân cực là con. Mẹ đấy con nhịp cầu đại giác, con mau ra tay bắt cho liền. Giúp cách trần qua khúc tử xuyên, kẻo hồn xác trở nên sương mộng. Mẹ đấy con màn trời đã mộng, sống khổ nhiều hơn sống an vui. Do ác tâm xảo trí của người, trở lại hại người đời thêm khổ. Mẹ đấy con biết bao nhiêu đồ, mẹ thấy con thọ khổ trần ai. E bước chân con khó nổi quầy, mẹ lo mãi đêm ngày không giấc. Mẹ đấy con đúng như lời Phật, giống lành kia đã đứt mộng ra. Mọi việc đời con đã lánh xa, lòng trong trắng ngọc ngà giam di. Mẹ đấy con riêng lành tâm ý, ấy còn nằm trong lý hẹp hòi. Phải lành cho khắp hết muôn loài, như thế mới đúng người từ thiên. Mẹ đấy con bước chân cận diện, cả đi ra phổ biến đạo màu. Ngồi một nơi đọc sách bao lâu, cũng không thể rồi câu đạo lý. Mẹ đấy con đừng hồ mị, mở mắt ra nhìn kỹ mẹ đây. Mẹ vì con mới xuống cõi này, con nên sớm làm khuây lòng mẹ. Mẹ đấy con mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giải bài. Để con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đây con người trong hạ giới, đủ hạng người các cõi giáng sanh. Cùng thi tài đâu sức hùng anh, kẻ quá dữ người lành quá lè. Mẹ đấy con hiền lành ít kẻ, còn hãm người hung dữ thì nhiều. Nên khắp nơi thường nhuộm máu đều, thảm giới khổ kể sao cho xiêu.
mẹ đấy con, con ơi có biết hằng muôn ngàn cánh chết thay lương diễn ra trên khắp cõi trần dương, quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con đâu đâu cũng giật, không giật chỉ là trách của mình. Trong đồng khô trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cánh hải hùng lớp cá ruộng đầm, có sống rạch mà không chẳng được. Mẹ đấy con thiếu chi là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặt thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hình muôn triệu. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua. Mặt kẻ hung ra sức hốt dùa, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đấy con biết thương dầm dòi, nên mở xiền chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đông bào, chặt bầy sống nở vào bầy lười. Mẹ đấy con kể sao hết nổi, cánh âu sầu khắp cõi người ta. Quá hải hùng quá đổi thiết tha, tiên chó sủa cũng là phách tan. Mẹ đấy con trong đời nhiều hàng, vì oai danh vì mến bác đồng, nợ giết người hơn giết mũi mồng. Tội lỗi có hay không chẳng xét, mẹ đấy con mẹ lầm như xét. Thương những người bị giết uổng oan, chết dễ làm sống khó toan. Trách kẻ bảo sao không suy nghĩ. Mẹ đấy con có nhiều thuyết nguy, kéo theo thùa dối mỹ lầm người, làm cho nền phong quá suy đồi. Chẳng màng đến những nơi tình cảm, mẹ đấy con kia người bị cam. Sẽ không còn biết cảm mẹ cha, với anh em mẹ bạn cũng là lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đấy con hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người. Họ chỉ lo cho họ đấy thôi, họ là kẻ giết người không gom. Mẹ đấy con mau tỉnh sớm, cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tấm chưa ngày an lạc. Mẹ đấy con đang thời hỗn sắc, biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lần nữa quy. Mẹ đấy con ơi khá nghĩ, vì người vì câu danh vì lợi quyền.
mà gây thần đất mưa trời nghiêng, đâu ai sống thiên niên để hưởng. Mẹ đấy con người đời lầm tướng, hãy được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tở ngao cò, để tam giả đứng chờ sau gốc. Mẹ đấy con hãy nên thương xót, những kẻ đang say gục mỏng cần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàng qua sải lại muôn lần, ngày rốt cuộc lúc hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con cũng vì lẽ ấy, mẹ mới khuyên con hãy ra đời. Đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu. Mẹ đấy con nhắc đời sớm liều, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đấy con ở trong kiếp trượt, lại nhầm khi cùng rốt cuộc đời. Việc giáo dân khó lắm con ơi, nhưng làm được biển trời so đất. Mẹ đấy con nên nỗ lực, tạo cho nhiều công đức kiếp này. Mặc dù thân khổ mấy cũng thấy, miễn giúp được gái trai tình màu. Mẹ đấy con lấy lòng đại độ, vì người đời vui bỏ riêng thân. Ai khen chê gì cũng chẳng cần, cứ một mực lo phần cứu đồ. Mẹ đấy con nếu không lao khổ, mỗi đau màu đâu phổ thông xa. Có từ bi hay chẳng cũng là, khi hữu sự người ta mới biết. Mẹ đấy con đem lòng thanh khiết, lắng trong đời thì biết hòa quang. Chớ ngồi yên trong một chiếc thoàn, đến rủ sắc công ân chẳng có. Mẹ đấy con lắng tai nghe rõ, mẹ vì con vì cả chúng sanh. Chỉ cho điều đáng bỏ đáng hành, người nên ghi nhớ chớ nên quên làng. Mẹ đấy con đời con biết chán, chẳng sai mê chẳng mang vào tâm. Ấy giúp con được khỏi lỗi lầm, mà mẹ cũng lấy làm mừng cho trẻ. Mẹ đấy con chán đời một lè, bỏ đời đâu phải kẻ từ bi. Đời còn nhiều nhớ nhấp vết tì, càng gìn giữ để thi thiết đạo. Mẹ đấy con những lời Phật giáo, từ xa lâu xưa chi đâu ngày nay. Vẫn là chân lý tuyệt trần ai, không có thể bẻ bay gì được. Mẹ đấy con khéo tùy theo cuộc, đem lời chân của Phật nói ra. Từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đầu.
mẹ đi con theo lời Phật bao đời là trường khổ não âu sầu. Giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ xác cũng sầu khổ tri. Mẹ đây con khổ chồng muôn lụy, vốn là do tâm ý muốn ham. Vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, mà để phụng sự cái thân phàm đòi bừa. Mẹ đây con thân đưa qua lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau. Có sanh là có tử khỏi nào, định luật ấy ai đâu tránh được. Mẹ đây con nghiệp không truyền phước, không đầu sanh trong cuộc không cần. Tất nhiên là khỏi lão tử thân, mọi sầu khổ cũng không hề có. Mẹ đây con muốn như thế đó, cần phải tu chớ có lỗi thôi. Lòng tham sân si ai dứt rồi, chẳng còn bị luân hồi sáo nèo. Mẹ đây con nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đau niết bàn. Cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đường sanh tử. Mẹ đây con siêu trên phàm sự, tâm trí không ưu lự não phiền. Lúc nào lầm cũng được an nhiên, hết còn bị các biên chi phối. Mẹ đây con tâm lìa hạ giới, như cá ra khỏi lưới về đồng. Mặc áo du biển rộng mênh mông, đâu còn bị lợi danh câu nhừ. Mẹ đây con sự sanh sanh sự, tuy phải lo đối xử không may. Như khách xong rồi phải trở về, được vậy sẽ đồng quê với Phật. Mẹ đây con tâm vô nhất vật, ấy là tâm chư Phật đây con. Nếu như ai theo đó làm tròn, người ấy chính nhục thân Phật đây. Mẹ đây con mau nghe lấy lời mẹ vừa bảo đây chớ quên. Khi giảng đài con bước chân lên, tỏ lại khắp đôi bên được biết. Mẹ đây con làm lành một việc, có sức tiêu tội ác mười điều. Gạo một ô làm nở ba niêu, phước lượng bổn năng siêu cũng thế. Mẹ đây con khó khăn đừng kể, việc nào mà không thể làm nên. Có người lên mình có thể lên, chớ rằng việc Phật tiên khó dối. Mẹ đây con như lời mẹ nói, khó không nào thì mỗi việc thành. Con chờ nhớ đem khuyên kẻ tu hành, lấy lời ấy để làm cương mục. Mẹ đấy con kẻ thừa nước đục, thả câu dầm hải bực hiền lương. Rất có nhiều con khéo tùy phương, để mở rộng con đường Phật giáo. Mẹ đây con xả thân vì đạo, diệt tử sanh khổ não xem thường. Thuyết từ bi cứ mãi chủ trương, cứu vớt kẻ còn đương trầm nịch. Mẹ đây con khi xa mù mịt, khoảng trống như khoảng bích
đều mờ. Kẻ trên sông khó nhận được bờ, còi khéo túc đầy cho họ biết. Mẹ đây con thuyền nâng một chiếc, nâng chở nhiều khách lướt qua sông. Chèo mỗi ngày đừng có nể công, bao nhiêu khách cũng lần đưa hết. Mẹ đấy con ở trong mọi mệt, có cái gì siêu việc thiên liên. Trong âm thầm được đáp lại liền, kẻ tu niệm cho phiền khổ hành. Mẹ đấy con nếu không mưa lành, cây hiểu kia lá nhánh đâu tươi. Gặp tai nạn lòng cũng cứ vui, cho rằng nở vừa rồi đã thiếu. Mẹ đấy con ý này nếu hiểu, dù cho ai quay nhiều cách nào, cũng không làm cho giả núng nao, càng tinh tấn dồi trao đạo hành. Mẹ đấy con kẻ đời tranh cành, người đạo đâu nhất định ngồi không, ngó ngay về dân chúng đại đồng. Lo cho họ từ hồn đến xác, mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc, mới làm nên phước đức đâu ư. Đem công ra hoặc tiếng nhân từ, giúp người cũng là nơi phước đức. Mẹ đấy con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh. Công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đấy con giúp người cơm nước, ấy giúp cho người được no lòng. Còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn siêu thoát. Mẹ đấy con giúp thân an lạc, nhưng tiếc vì thân xác không bền. Giúp cho hồn quái Phật được lên, linh hồn ấy trường miên khoái lạc. Mẹ đây con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phần hồn, tất nhiên là công đức cao hơn. Chắc như vậy không cần nghĩ ngày, mẹ đấy con nhưng mà hai cái. Tùy sức mình liệu lấy giúp người, có của thì giúp cho của cho đời, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đấy con nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy kẻ tu hiền, công đức ấy vô biên vô lượng. Mẹ đấy con giúp mà không tường, giúp một đồng phước lưỡng mười đồng. Đã ra công chẳng lấy làm công, công ấy lớn biển đông khó sanh. Mẹ đấy con cả muôn công hành, nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa, chân đạo đức chân nhà bác ai. Mẹ đấy con bất kỳ môn phái, nếu lấy chân làm đại bổn căn, ấy chính là chánh đạo chân tăng, chẳng còn phải răng lầm lạc. Mẹ đấy con lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lòng nghi kỹ người nào cũng khoai.
mẹ đấy con việc làm lời nói chân thật không ngụy dối điều nào và nghiệp hoặc đâu lôi cuốn tầng lao chỉ một kiếp được vào cõi Phật mẹ đấy con nếu chân công đức lòng từ bi đâu phúc não rời lo cho thân ra cõi bể đời và tha thiết cứu người đang khổ mẹ đấy con chân tu chân đồ tu thân và tu cả chúng sanh độ mình lành độ khắp người lành thể mới Phật tu hành theo Phật mẹ đấy con kim thời nhân vật ít ai đem tình thật đối nhau có thể rằng bất luận người nào đều lợi dụng lẫn nhau để sống mẹ đấy con mẹ càng bi thống cánh đồng sàng dĩ mỏng của đời cái nhân tình đâu có mấy nơi vạn sự chi ư thôi bạc nén mẹ đấy con trong bao có quèn mặc dù lời nói chẳng nhầm chi cũng có nhiều kẻ giả người quỳ lỗi mấy cũng đổi đi làm phải mẹ đấy con sửa ngay sửa dài cũng đều là giữa cái đấm tiền từ mỹ nhân cho đến tước quyền đều có thể bị tiền mua chuộc mẹ đấy con bị tiền ràng buộc có mấy ai đâu được tự do có cũng lo không cũng âu lo tiền sai khiến người ta đủ lè mẹ đấy con đồng tiền mạnh mẽ xui giết người xui kẻ bất hòa tiểu can qua hay đại can qua phần lớn cũng do là tiền bạc mẹ đấy con biết bao tội ác ai nghe qua cũng bắt châu mày ấy cũng do tiền bạc khiến sai từ xưa chi đến nay vẫn thấy mẹ đấy con mẹ mong toàn thấy nên dùng tiền chớ để tiền sai trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài đừng vì nó mà gây tội lỗi mẹ đấy con tiền là bát bồi nó không trung thành với người nào vào trước rồi nó lại ra sau không ai có thể nào cầm chắc mẹ đấy con còn ăn còn mặc còn sống trong thù tát xa gần cố nhiên là tiền bạc phải cần dù ai cũng thấy không tránh khỏi mẹ đấy con như lời mẹ nói cần tiền đừng bị gói trong tiền làm ra nhiều để tạo phước duyên chớ dành để hưởng đêm no ấm mẹ đấy con nhưng cần suy gẫm trường hợp nào trong cảnh trạng nào đôi vấn đề tiền bạc tạo đau cần phải tạo cách nào tránh lè mẹ đấy con lợi mình hại kẻ lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm đừng vì lòng ích kỷ làm nham thấy lợi hút quên thân phải quay mẹ đấy con mẹ phân khi nãy mọi việc đều cần lấy đẫm tiền có tiền ai cũng nể cũng kiêng vì thế nó có quyền sanh sát
mẹ đấy con thật ra tiền bạc cũng như loài có rắc khác chi. Nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ lấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia, rồi đem lòng ba bảo thủ say mê, đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đây con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào. Có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con giật mình tạo đó, rồi để cho chúng nó khiến mình gây tội kia lỗi nó tài đình. Sao lại gọi thông minh được chớ? Mẹ đấy con mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời, bận lòng theo tám vật không rời. Vì thế mãi sanh nơi cõi khổ, mẹ đấy con ở bên tịnh độ. Đất bằng vàng, nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm xinh đẹp nhiệm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Mẹ đấy con Phật ngài khéo hiệp, màu xinh này đến sắc đẹp kia, kết lại thành một cõi liên quê, tuyệt mỹ nói sao cho hết được. Mẹ đấy con nhưng mà khắp nước, cả lúc nào cũng được hòa bình, không ai rằng vật nó của mình, cũng chẳng có ai tránh ai cả. Mẹ đấy con tuy nhiều báu lại, mà không ai có giả tranh giành, ấy là nhờ ai cũng trọn lành. Thấy của chẳng lòng sanh tham nhùng, mẹ đây con mong rằng khắp chúng, vật nào mà thiết dũng sắm ra. Dù lầu đài phố xa muôn tòa, xem thường chẳng đắm xa bận biểu. Mẹ đây con gặp ai nghèo thiếu, liền ra tay vất kêu ra giùm, tiền bạc không bị nó làm cùm. Lại cũng chẳng đeo đầm nhà cửa, mẹ đấy con sắm cho nhiều của, riêng vợ con cha mẹ ấm lành. Có thừa đem làm lợi nhân sanh, được như thế tội tình đâu có. Mẹ đấy con làm theo lời đó, vào giường bao có của giường bao. Không ai sầu ai oán mãi nào, đêm nằm khói rào sao ngăn trước. Mẹ đấy con làm như vậy được, chẳng mất giàu lấy phước có ra. Lúc sống an hưởng sự vinh hoa, khi thoát khỏi đỏ xa địa ngục, mẹ đấy con tầm tiên lãnh tục, chẳng gì hơn cõi trước đừng mê. Một lòng nguyên tầm đạo bồ đề, trối mặt những danh cày lợi cần. Mẹ đấy con lợi danh nhơ bẩn, to bao nhiêu dù lớn bao nhiêu, thì như là bèo bọt rác rèo. Lòng chẳng chút biểu diều theo nó, mẹ đấy con lợi danh dù có, cũng vẫn nên xem nó như không. Lợi danh đều hiến chúng đại đông, riêng mình vẫn lòng không một vật.
Mẹ thấy con lấy lòng thành Phật, giúp đời không một vật nào từ người cũng minh như một thể ư. Điều tốt chẳng bao giờ tiếc cả, mẹ đấy con mẹ chưa yên già. Đường còn đi còn quá xa xôi, biết bao nhiêu sông gió dập dồi, e con chẳng dừng nơi tay lai. Mẹ đấy con lấy lòng quán ai, đổ đời dù thân phải cách nào, cũng nên vui đừng có núng nao. Thương người chẳng khác nào mình vậy, mẹ đấy con dù ai có quay. Mỗi đảo màu vẫn trôi khắp nơi, bằng không thì như mất ánh trời, vạn vật chẳng còn nơi ấm áp. Mẹ đấy con mưa xa nắng tắt, càng lâu càng cứng cáp thêm nhiều, dễ đâu làm cho giả ngã siêu. Tầm ba vẫn một màu xanh biếc, mẹ đấy con dù ai có giết, chỉ hại phần xác thịt thúi hôi, chớ linh hồn sẵn dĩ sẵn nôi. Lúc nào cũng an ngồi tử tài, mẹ đấy con có chi kinh hài. Xác tạm như là cái bao tay, lúc không cần thì lột ra ngay, đâu mang mãi đâu hay đau đớn. Mẹ đấy con chết là cái dung, sợ hay không cũng vẫn phải đi, nên xem thường chớ hoảng hốt gì. Tinh thần vẫn quy nghi bình tình, mẹ đấy con biết thân tạm dình. Chớ vì thân nãy tánh bất lương, hãy đem thân tạm ấy làm đường, đỡ chân kẻ còn đương thống khổ. Mẹ đấy con gặp duyên thì đổ, qua rồi thôi chẳng có để lầm, cứu đời không mong đợi nhắc công, thế mới khỏi bị trầm trôi kiếp. Mẹ đấy con ai nguy thì tiếp, ai khốn nàng ra giúp đỡ ngay. Tốn công hay tốn của chẳng này, được vậy chỉ một đời đắc đạo. Mẹ đấy con chia cơm xẻ áo, có mấy ai được thảo lòng đâu, vì thế nên cứ mãi âu sầu. Kẻ thừa thải người đâu cũng thiếu, mẹ đấy con kẻ giàu muôn kiều. Người thấy không một điếu trong nhà, chẳng động lòng giúp đỡ năm ba, còn lợi dụng mới là đang trách. Mẹ đấy con giàu sang chiêu cách, hung hiếp người đói đất nghèo nàn, thấy phần đông trong cõi thế gian. Mẹ chẳng rất buồn than cảnh ấy, mẹ đấy con giàu không biết phải, bị kẻ hơn người lại trách phiền. Chừng gặp khi cảnh ngộ bất yên, thân ấy khổ bất nhiên nào ta. Mẹ đấy con lúc sang sang quá, đến khi hèn hèn hạ vô cùng, sự nhục vinh trong một khắc chung. Dương tương đó rồi trùng dây đó, mẹ đấy con được thân giàu có, gặp ai người đói có hàng gì. Nên xót thương cho giả kinh khi, hãy giúp họ những gì đang giúp.
Mẹ đấy con, nếu mình tốt phúc, có thời hơn kẻ các phận nào. Nên khiêm nhường chớ có sức cao, phải nhận đó để trao việc nghĩa. Mẹ đấy con giống lành khá tỉa, có thần nhân chặt chẽ quanh thân. Dù gặp khi lỡ bước xa chân, không đến đổi ra thân hèn hạ.